ตรงหน้าไม่ลงกับความง่ายง่ายฉันก็เมื่อได้ใส่แต่เราเป็นคนที่เข้าใจchia đều đều ra để giải cho ra được tốt hơn. Anh em mình cũng cầu bàn cái gì mình cũng chi tiết ra đi nha. Rồi ai ai có cách cái trò thế tôi chịu đó. Rồi cô nào rồi xin ra cái tài cô. Mẹ bạc ý định
Thank you.
Thank you.
mười sáu mà cầm ly rượu rồi không có đi hết của cái mặn và tẩu rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình của ngày hôm nay, chúng ta trở lại chương trình ca nhạc sôi động ạ. Xin mời chị Tú Trinh sẽ đến với nhạc phẩm được qua đây mình tiện gì ạ? Xin mời tiếp của chị Tú Trinh ạ. Cảm ơn ơi, không nghiệp quý vị ơi. Cài quá. Mạnh lắm mà trời ơi.
giọng ca của Tú Kim rất là ngọt ngào và ý nghĩa. Bởi vì ta thường nói á, dây chầu quấn lấy thân cao, chúc cho đôi bạn yêu nhau trọn đời. Và cô Tú Kim ca bài nhạc ca rất là có ý nghĩa. Trong cái nhân dịp ngày hôm lễ Du Quy hôm nay, thì cô Kim ca trong khi chờ đợi từ kinh nghiệm nghệ thì cũng xin thông báo cho bà cô bác trong tân tập thì họ nhà trai đã sắp đến và sắp rồi đón rồi, cũng xin quên mời quý ông quý bà bước vào tư gia trước thì được sắp bước sau đó cũng đón họ nhà trai đã đến. Và chương trình văn nghệ cũng còn rất dài từ đây tới chiều tới khuya, mong rằng các ca sĩ mình đó là đăng ký để cho MC lại giới thiệu trình tự cho nó có phần long trọng hơn. Xin cảm ơn. Mai chơi vậy đi, mai muốn mời ban nước trà đá, nước trà đá cho một hai bạn trước cửa để chúng ta tiếp đãi họ nhà trai đó. Và tiếp đãi tối nay xuống không nội. Tối nay xuống. Và chúng tính cũng chuẩn bị thân cổ đi để bằng lễ rồi thì mình chơi tay quỳnh chuyển qua cái thân cổ cho nó thành sâu đậm. À, mong bạn nha, mình xin mời bạn nhạc mình nhờ điều kiện đi giải khát đi để mình hồi nữa mình sẽ tiếp tục. Anh yêu chạy. Mong bạn các ca sĩ mình đăng ký rồi đó mà thông cảm nha, mình nán lại vài phút để mình giúp vui góp phần cái buổi văn nghệ hôm nay có phần quan trọng hơn. Xin cảm ơn. Và chuẩn bị cho trước thì ba bàn trước thì cho bánh nước đi, bánh cho đầy đủ đi. Một lần nữa tôi cũng xin thay lời đại diện bên nữ đúng không? Xin kính thỉnh ông bà cô bác bên nội bên ngoại và ông bà láng giềng có mặt hôm nay bước vào tư gia của gia đình của Phương và Thúy. Trước dùng bánh nước, sau đó tiếp đón họ nhà trai đã đến. Xin kính mời và kính mời. Cái đầu ra nữa chuẩn bị đi ăn nước. Rồi trà trò kêu mấy cha nó xuống đi đón khách đi, đâu rồi? Ra ăn hết. Bộ ba quá. Bộ đi bộ đi, đi đắt chơi quá. Tính thở luôn á. Xin kính thỉnh bà cô chính với cô tư chuẩn bị trang điểm xong rồi trở về tư gia để rước họ nhà trai tiếp đón họ nhà trai đã đến đó. Cô chính ở Long Xuyên và cô tư đã xin kính mời hai bà quý ông luôn, quý ông thì ngồi bên, xin kính mời cô út luôn, xin nhắc tên xin kính mời cô chính cô tư cô út và ông bà có mặt hôm nay đó bước vào tư gia của gia đình của Phương để tiếp tục rước họ nhà trai đã đến. Xin kính mời và kính mời. Bừng lên, đừng có đẩy lắc. Chứ đi bộ nha, chứ đừng đi nhớ nữa. Chậm thôi. Mày đen đây nha. Dạ. Trả anh nè, mỗi tay sáng giờ lắm. Mỏi không? Mỏi chán luôn cầm hoài. Xin kính mời quý bà, quý ông, bố chào tư gia
của gia đình Phương trước là dùng bánh nước, ra đó chứng kiến cho tôi tân hôn ra kính lễ xin kính bài và kính bài. Và bên ngoài đó thì các bạn và tiếp đãi đó thì giờ này cũng còn rất đông và khách đó, thì mong rằng anh em mình nhiệt tình với gia đình Phương để tiếp đãi cho